Xin chào các bạn. Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn ra rất nguy hiểm và phức tạp, mình cũng cảm thấy rất lo. Nơi mình ở giáp với vùng tâm dịch mà mình thì không có điều kiện, mình chẳng có đóng góp được gì. Bây giờ mình chỉ biết ngồi nghiên cứu tài liệu thông tin những cây thuốc có tiềm năng chống dịch để mà chia sẻ đến các bạn. Hy vọng có thể góp phần nào đó để giúp ích cho mọi người. Hơn nữa, thay vì ngồi chờ đợi thì chúng ta nên làm một cái gì đó, mai ra nó có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn những cây thuốc trong bảng thực vật có tiềm năng kháng virus. Trong bảng này nó có khoảng 66 cây thuốc, mình sẽ chọn ra những cây thuốc quen thuộc để giới thiệu đến các bạn. Đầu tiên mình xin nói về quả cam. Vừa qua mình có nghe một số thông tin cho rằng quả cam sẽ rất có ích trong việc phòng chống dịch. Điều này nó không đúng hoàn toàn nha các bạn, bởi vì trái cam kháng được virus là loại cam ba lá, còn gọi là cam đắng hay là cam đắng Trung Quốc. Còn quả cam mà chúng ta thường dùng để ăn thì nó không hề có khả năng này. Bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy nè. Trong bảng danh sách thực vật kháng virus chỉ có mỗi một loại cam này thôi các bạn. Đây là cái bảng thực vật có tiềm năng chống virus trên BMC, mình đã đào về và thêm tiếng Việt vào để tìm cho nó nhanh. Nhưng để thuyết phục hơn, mình sẽ vào trang BMC luôn ha. Đây là cái link của nó, link của cái bài viết đó. Bây giờ mình sẽ lên Google vào cái trang đó cho các bạn xem luôn. Rồi thì đây là cái bảng BMC, cái trang BMC. Ở dưới này là ta để là Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ này nha các bạn. Mình sẽ kiếm cái bảng thực vật kháng virus nè. Đây. Bây giờ mình kiếm cái cây cam. Mình kiếm cái cây cam đó cho các bạn xem. Đây nè các bạn, đây là hột cam. Mình tìm trên Google luôn. Nè các bạn, là cái loại cam này nè. Cam này nó không có giống với là cái cam ăn quả của mình nha các bạn. Mình vô thử một trang nè. Cái này là Wikipedia nha các bạn. Cam ba lá trong một cuốn. Mà cái cây của nó nè các bạn. À, các bạn thấy không? Nó hoàn toàn không giống với cái cam mà mình thường ăn nha các bạn. Mà cam ba lá, bởi vì một cuốn của nó có ba lá. Rồi bây giờ để mình quay lại cái tài liệu mà mình đã đào về á, để cho nó dễ nhìn nha các bạn. Rồi còn cây sả nè, cây chanh nè, là những cái cây đó nó không có tên trong cái bảng thực vật có tiềm năng kháng virus nha các bạn. Nhưng mà cây tỏi, cây gừng thì có. Để mình kiếm cây gừng. Đây, cây gừng nè các bạn. Ở trong đây người ta ghi là cái cây gừng nó có hoạt động kháng virus, chống lại virus hợp bào hô hấp ở người nha các bạn. Mình sẽ search cái hình ảnh cho các bạn xem. Đây, đây là cái gừng mà chúng ta thường hay sử dụng làm gia vị đó các bạn. Cái loại gừng mà chúng ta thường ăn á. Rồi mình quay lại cái trang tài liệu. Bữa đó mình có giới thiệu là táo tàu nè. Táo tàu cũng có trong đây nè. Nó có hoạt động chống virus và tác nhân điều trị tiềm năng để điều trị bệnh cúm. Cái này là cây cỏ biển. Rồi mình kiếm những cái cây quen thuộc mình giới thiệu cho các bạn nha. Còn cái cây này là cây mạn kinh tử, hay còn gọi là đạn ba lá, cây quan âm, vạn kim tử, từ bi biển. Cái này là do mình đổi tên nó thành tên tiếng Việt đó các bạn. Cây này thì nó có tác dụng chống viêm cho phổi, điều hòa miễn dịch, hoạt động kháng virus mạnh mẽ, chống lại HSV và coronavirus chuột, đại diện cho virus SARS ở người. Là cái cây này nó có tiềm năng lớn á nha các bạn. Theo thông tin người ta ghi như vậy là nó có tiềm năng lớn lắm á. Còn cây này là cây giót châu Âu, cây này mình đây không có nè.
Còn cây này là cây tầm ma, ở chỗ mình người ta gọi nó là cây nàng hai, nhưng mà cũng có nơi người ta thấy nó giống cây lá gai, người ta gọi nó cây lá gai, nhưng mà cây tầm ma là đúng hơn nha các bạn. Cây này thì người ta dùng lá nè, mà cây này nó có thể là ức chế sự nhân lên của coronavirus SARS. Là cái cây này nó sẽ ngăn chặn cái sự sinh sôi nảy nở của virus. Còn cái cây này thì nó họ cà phê, cây này gọi là chè tuyết tùng trắng, mình cũng chưa gặp cây này ở bên ngoài. Cây này nó có khả năng là kích thích miễn dịch, hoạt động kháng virus, chống lại cảm lạnh thông thường cấp tính. Đây mình sẽ tìm hình ảnh cho các bạn xem cái cây này luôn ha. Đây hình ảnh của nó nè các bạn. Còn cái cây này là cây cỏ xạ hương nha các bạn. Cây này nó có hoạt tính kháng virus cao đối với coronavirus nè, tác dụng chống oxy hóa. Mình lấy hình ảnh cho các bạn xem luôn. Đây. Cây này Việt Nam mình có tài liệu nha các bạn. Các bạn chỉ cần sợ cái tên là cây cỏ xạ hương thôi, các bạn nhớ nha, sợ cái tên là cây cỏ xạ hương thì nó sẽ cho ra cái tài liệu của cây này. Đây mấy cái trang web ở Việt Nam mình có đăng nè. Rồi ha, mình quay lại tìm cây khác. Còn cây này là cây hoa chuông, cây này có tiềm năng kháng virus. Cây hoa chuông thì chắc nhiều người biết rồi. Còn cây này là cây tràm mèo, cây tràm lá to trong cái họ tràm á các bạn. Các bạn sợ tiếng Việt cũng ra nữa, ở Việt Nam nó sẽ có tài liệu này. Thì cái cây này trong đây người ta để là nó ức chế là corona anel 63 là hoạt động chống virus cúm, tiềm năng chống viêm. Các bạn chỉ cần search cái tên cây chàm mèo là ra hình ảnh của cái cây này. Còn cái này là cây phong chỉ bắc. Phong chỉ thì nó thuộc chi bình dơi, nó rất là giống cái củ bình dơi nha các bạn. Mình lấy hình ảnh cho các bạn xem luôn. Đây là các bạn hình ảnh của nó nè, nó rất là giống với lại cái củ bình dôi của mình ở đây. Cây này họ hoa môi, cái cây này ở mình không có cho nên mình không có để tiếng Việt. Còn cây này á, là cây cúc chân vịt. Cái cây cúc chân vịt thì nó cũng hay lắm đó các bạn. Nó là hoạt động kháng virus, chống lại coronavirus chuột, giãn phế quản và các hoạt động chống viêm. Cái này là phong phong bắc nha các bạn. Nó có hoạt động là kháng virus cao, chống lại virus corona. Các bạn cứ search cái từ là phong phong á, phong phong bắc, bắc phòng phong, phòng phong bắc gì cũng được, thì các bạn sẽ xem được hình ảnh của nó. Để mình tranh thủ để cái video nó dài quá mình làm nhanh thôi. Còn cái này là cây cơm trái nha các bạn. Cây cơm trái mình lấy cái tên tiếng Việt rồi cho nên các bạn chỉ cần search cây cơm trái thôi thì nó sẽ có cái cây cơm trái. Cây này thì nó có hoạt động kháng virus, chống lại HIV và SHV cúm. Còn cái cây này tên tiếng Việt nó là cây sâu thơm. Cái này là nó liên kết cao với các protein COVID-19, ức chế sự sao chép của SARS-CoV-2 và HSV-2. Cái cây này hay nè các bạn. Cái cây này có khả năng là dùng được nè các bạn. Còn cái này là cây hoa hồng. Nhưng mà hoa hồng nó có nhiều loại hoa hồng lắm, phức tạp lắm. Sợ các bạn không có tìm đúng được cái cây hoa hồng đó. Nhưng mình cũng cho các bạn xem hình ảnh của cái cây hoa hồng này luôn. Là mấy cái loại hồng này nè các bạn. Là loại hồng này nha. Còn cái này là cây mâm xôi. Cây mâm xôi thì mình có giới thiệu trong cái video trước rồi. Còn đây là cây hương thảo. Cây hương thảo nó có hoạt động kháng virus, chống lại virus hợp bào hô hấp ở người. Nó có tên tiếng Việt rồi. Các bạn có thể là từ cây hương thảo thì nó ra cái cây này. Còn đây là cây lựu. Cây lựu mình cũng đã có giới thiệu rồi nha các bạn. Mã đề mình cũng đã có làm trong cái video trước rồi.
cây hương nhu nè, hương nhu tía cũng có trong này nha các bạn. Nó cũng là có hoạt động kháng virus, chống lại HIV1 nha. Bạc hà mình có giới thiệu rồi, cây vải mình cũng đã có giới thiệu rồi. Cây bách xù thì mình đây không có đâu, tùng lam mình đây cũng không có. Hắc mai biển không biết dùng mấy bạn nó có cây này không, chứ còn chỗ mình thì không có. Mình cho các bạn xem hình ảnh của nó. Là cái cây này nè các bạn. Cây này thì nó có hoạt động là chống cúm, chống lại virus cúm A, Fritoria và B, điều hòa miễn dịch. Đây, cái cây này cũng dễ tìm nè các bạn, dây thiều canh nè các bạn. Nó ức chế tổng hợp DNA của virus, điều hòa miễn dịch. Cây này có thể xài được nè các bạn, dùng toàn cây. Cây thiều canh thì nó quá quen thuộc với chúng ta rồi. Cam thảo bắc mình đã có giới thiệu rồi. Còn cái này là cây trơm đơn, bo rừng, bo xanh. Không biết là dùng các bạn có hay không. Cái này lá của nó nè các bạn. Nói chung là mình có đọc kèm tiếng Việt, mình đã có tìm được tên tiếng Việt của nó rồi. Thì các bạn cứ nhớ tên tiếng Việt thì các bạn search trên Google sẽ tìm ra. Cây này thì nó điều hòa miễn dịch, thuốc bổ, nói chung là thuốc thích nghi. Thì cây này có thể xài kèm được, nó giúp thích nghi đó các bạn. Còn cái cây này là cây a nguỳ. A nguỳ thì có lẽ chúng ta mua ở tiệm thuốc bắc thôi các bạn. Nó có hoạt động là chống virus, hiệu lực tuyệt vời, chống lại H1N1, chống viêm. Còn cái cây này là cây xương rồng. Nhưng mà xương rồng này mình chỉ thấy ở châu Phi thôi, không có thấy ở Việt Nam, cho nên thôi mình không có giới thiệu. Artiso, cái cây đậu biếc. Đậu biếc thì nó cũng kháng virus nha các bạn. Đậu biếc thì nhiều người biết nó lắm. Còn cái này là cây quế nha các bạn. Cây quế, quế khâu á, vỏ quế á. Cái quế mà chúng ta hay mua ở tiệm thuốc bắc, cái vỏ nó quế để làm gia vị luôn á. À, nó kháng virus nè, chống viêm, ức chế sự gắn kết của virus hợp bào hô hấp ở người. Cái cây quế này thì mình nghĩ là dùng được bởi vì nó nóng, còn cái con virus nó thì nó thuộc hàn á các bạn. Cái này là cây bồ công anh hoa tím á các bạn. Cái này là bồ công anh hoa tím, nó có khả năng là điều hòa miễn dịch, hoạt động kháng virus, chống lại HSV1 và adenovirus loại 5. Còn cây này là trà hoa nhật, sơn trà nhật. Cái cây này nó có hoạt tính kháng virus cao đối với virus tiêu chảy, dịch lợn thuộc họ coronavirus luôn. Tác động ức chế đối với người tổng hợp gen và protein quan trọng trong quá trình sao chép BADV. Bây giờ mình lấy cái hình ảnh của nó lên. Đây là loại hoa này nha các bạn, trà hoa nhưng mà trà hoa nhật. Còn đây là cây này rất quen thuộc các bạn, cây này là cây sống đời nè, cây thuốc bẩm. Cây này nó có khả năng là điều hòa miễn dịch, chống viêm, gây ra sản xuất các tác nhân kháng virus vật chủ, được kê đơn cho bệnh bại liệt và enterovirus. Mình lấy hình ảnh cây sống đời này cho các bạn để nhận diện nó luôn, xem so sánh tên khoa học nha các bạn. Binatum, Bina là loại sống đời này nè nha các bạn. Các bạn phải xem cái tên khoa học nó có đúng với cái tên khoa học trong cái hình ảnh không thì mới được nha các bạn. Nè, cái ví dụ như đây nè, các bạn nhìn thấy tên khoa học của nó trùng khớp với cái tên khoa học mà các bạn tìm thì các bạn nhấp vô là mới đúng hình ảnh của nó. Bởi vì sống đời nó có nhiều loại lắm. Còn cây này quen thuộc nè các bạn, cây này là cây thanh hao hoa vàng, là cây nhãi nhật mà ở chỗ mình người ta gọi nó là cây nhãi cú á các bạn. Cái cây này nó có khả năng là làm giảm sự nhân lên của coronavirus, kháng khuẩn, chống viêm. Cái cây này là sử dụng tốt nè các bạn. Về cái khả năng này nó sẽ chống cái sự mà nhân lên của con virus
và nó cũng kháng khuẩn, nó ức chế thẳng vô cái dòng virus corona nha các bạn. Còn cái này là xuyên tâm liên, mình có giới thiệu rồi. Còn cái này là cây thục quỳ. Cây thục quỳ nó có khả năng là chống viêm trong các bệnh về đường hô hấp trên, chống ho, chất làm mềm ngực, nó điều biến miễn dịch, kháng virus. Mình cho các bạn xem hình ảnh của cái cây này luôn. Là cái cây này nè các bạn. Còn đây là cây tỏi, nó ức chế corona virus ở da cầm, kháng virus, chống nấm. Cho nên tỏi là xài cũng được các bạn, bởi vì nó ức chế thẳng vô cái dòng virus corona các bạn. Còn cái này là cây keo Ả Rập, ở chỗ mình không có đâu các bạn, không biết là sau này có nhập trồng hay không thì mình không biết được. Rồi, thì đây là những cây thuốc có tiềm năng chống sát COVID-2 mà mình đã trích ra từ cái bản thống kê trên BMC. Mình đã giới thiệu cho các bạn biết hết rồi đấy. Thì ở chỗ chúng ta có cây gì cứ tận dụng mà dùng thôi các bạn. Sắp tới có thể mình sẽ nghiên cứu cách để phối hợp 2 đến 3 loại cây thuốc lại với nhau để nâng cao mức hiệu quả trong phòng chống virus. Còn bây giờ mình xin kết thúc video. Xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và an toàn vượt qua mùa dịch. Xin chào các bạn.